giờ mọi việc đã phơi bày rồi. Các người lúc nào cũng cho tôi là người xấu. Chỉ có chị ta mới là đáng thương thôi. Chị hãy thôi khóc lóc, giả vờ tội nghiệp đi. Chị càng làm vậy, chị khiến tôi căm ghét chị thêm thôi. Nhà Hân à, chị xin em, em hãy tha thứ cho chị đi. Chị không hề muốn làm bất cứ điều gì gây tổn thương cho em đâu. Đủ rồi, tôi không muốn chứng kiến sự giả tạo của chị nữa. Tất cả các người đã bày ra cái trò mất tích này để hạ nhục tôi, đúng không? Thật ra là các người đang muốn công khai cái thai của chị cho mọi người biết. Không phải như vậy đâu Nhã Hân. Chị... Im đi. Đúng, đúng là tôi đã mất đi quyền làm mẹ. Tất cả là do hai mẹ con của chị bán cho tôi đó. Các người luôn miệng nói tôi xấu xa, tôi độc ác. Nhưng chính các người mới là xấu xa, mới là độc ác. Bây giờ một lần nữa, chị lại muốn dẫm đạp lên nỗi đau của tôi. Được, tôi sẽ không để chị toại nguyện đâu. Bình tĩnh đi. Dạ Hân à, trời bỏ nhà xuống đây kích động như vậy sẽ làm tổn thương cậu bác đó. Dạ Hân à. Dạ Hân, trời ơi, đây là lỗi của dì. Con tha cho Ngọc Anh đi. Dì cầu xin con đó. Cũng bởi do dì thương con gái của mình nên đã làm tổn thương con. Là dì có lỗi với con. Dạ Hân, dì cầu xin con đó. Con bình tĩnh đi con. Có gì ba sẽ giải xét cho con mà. Phải rồi đó, từ từ bình tĩnh rồi nói sao con à. Nghe lời mẹ đi con. Nhã Hân à, con buông tay đi. Nếu không thì con hãy giết gì đi. Nhưng mà con hãy tha cho Ngọc Anh và đứa bé trong bụng của nó. Bỏ dao xuống đi mà Nhã Hân. Em đi, các người em đi. Đều là do các người. Các người ép tôi Nhã Hân. Đừng 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 con à. Đừng. Trong lúc tôi đau khổ, có ai, có ai, có ai đứng đây cầu xin giúp tôi hay không? Đừng. Nhã Hân, có ai không? Đừng Nhã Hân à. Chị quá đau khổ rồi. Nếu phải sống trong sự dày vò thì chị sẽ kết thúc cuộc sống này. Em hãy rũ bỏ mọi oán hận mà sống cho tốt. Trời ơi, buông ra, trời ơi, buông ra. Con ơi, em làm gì vậy Ngọc Anh? Ngọc Anh, sao lại xảy ra nông nỗi như vậy? Ba. Ôi trời ơi.